Chị Su làm dấu nè, đây là bạn Su đang tự làm toàn bộ đồ Noel nè trong 2017 nè. Nào dậy nói lại nào. Bạn Su dậy nói lại nào. Bạn Su đang dậy nói câu rất là hay này, các bạn hãy học nào cái câu đấy nhá. Xin mời. Chúc Giáng sinh vui vẻ này. Chúc bạn Su có một Giáng sinh thật vui vẻ và ấm áp nha. Đây là mình làm một clip cho các bạn cười thôi. Đây là lá thư của bạn Su gửi cho mẹ nhân dịp Noel này. Sau này mẹ sẽ đọc được lại này. Kể cả có chẳng may mà lạc mất tờ lá thư này thì mẹ vẫn có thể đọc được trên mạng ấy. Mẹ yêu ơi, con biết từ xưa đến nay mẹ luôn che chở và hy sinh vì con. Con thấy rất thương mẹ, mẹ trông con từ sáng đến đêm. Mẹ luôn dành tất cả cho con, cái gì mẹ cũng nhường cho con. Mẹ yêu con bằng cả trái tim. Mỗi khi con giận mẹ, con đều thấy rất hối hận về việc của mình. Có khi con thấy mình rất có lỗi. Có lúc mẹ mắng con biết mẹ mắng con để con nên người. Mẹ rất vất vả để nuôi con lớn khôn. Con rất biết ơn mẹ và con sẽ nên người để mẹ vui.